Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 28 Tết. Do hôm trước nay thì cũng gần Tết, công việc nó dồn khá là nhiều. Cho nên là cũng lâu lắm rồi em không có đi vườn, không có phun thuốc và cũng không có chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn được. Thì hôm nay cũng cuối năm rồi, công việc nó cũng ít lại. Em đi vườn và tiến hành phun thuốc cho những trái mít và chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Bởi vì hôm trước cũng có nhiều cô chú anh chị và các bạn có hỏi là vườn em bao nhiêu ngày phun thuốc một lần, rồi phun thuốc gì và liều lượng bao nhiêu. Thì thật ra thì cái việc mà bao nhiêu ngày phun một lần và cái liều lượng bao nhiêu đó là cái mình dựa trên cái hướng dẫn sử dụng của cái nhà sản xuất đó. Nhưng mà do công việc của mình nó điều kiện thực tế mà mình có thể là chia thời gian ra để mình phun. Như cái vườn này thì từ như đợt trước tới giờ, đợt phun đợt trước em chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn thì đến nay cũng 1 tháng mấy rồi, cũng khá là lâu. Đúng lẽ ra mình nên phun 1 2 lần gì đó rồi, nhưng mà em thì công việc nó cũng hơi nhiều. Với lại đi thăm vườn thì thấy cái trái nó cũng tròn đều rồi, tỷ lệ bệnh nó cũng ít, cho nên là em không phun. Thì hôm nay có thời gian rảnh và cũng cũng đến lúc phải phun thuốc rồi. Thì em sẽ quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Cỏ rác mênh mông luôn, thật sự là không có thời gian để dọn, nhưng mà thôi để khi nào mình ăn ăn trái xong rồi mình dọn vườn một lúc luôn cũng được. Thì em sẽ đi lên phía trên cái chỗ mà để pha khốt á, để quay cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Thì khi mà phun thuốc mình đi kiểm tra những cái trái đó. Đối với mùa nắng thì khi mà cái trái nó còn xanh, cuống còn mướt thì cũng không cần phun thuốc nó liên tục đâu. Nếu cô chú anh chị và các bạn nào kỹ thì mình có thể phun khoảng 10 ngày, tuần lễ 10 ngày phun 1 lần. Nhưng mà cô chú anh chị và các bạn nào không có điều kiện để mà mình thời gian để mình làm thì có thể là lâu lâu mình phun 1 lần cũng được, tại vì mùa nắng thì nó cũng ít nấm. Như cái cuống này thì nó có nấm vào, nó làm cho cái cuống đen nó bị chai chai cuống, nhưng mà cũng không đến nỗi gọi là cuống cây, nhưng mà không được đẹp thôi đó. Thì mình nên phun với những cái vết này nè, mình phun cho những cái vết đen này nó đứng lại, nó không lan ra, thì sau này khi đến trái già nó không bị bể đầu gai. Đó, thì cái túi này, cái túi bao lưu mít này hôm bữa em có chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn rồi đó. Đó, bao rất là dễ dàng. Thì hôm bữa cũng có thiếu vài bao thì em cũng chưa có mua để bao được. Thì cũng gần tròn 1 năm em chia sẻ những cái video trên YouTube, thì cũng rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ trong suốt cái 1 năm qua. Cái cây này thì nó ra chỉ đúng một bông luôn, ra đúng một bông luôn, nên để một trái thì nó hơi phí, cho nên là em quyết định em để hai trái. Đó, hai trái cũng tròn, cũng đồng đều á. Trên đây có riệp sáp rồi.
Vườn này thì hôm bữa nay cũng có thu hoạch lai rai ít ít chứ chưa có rộ nhiều. Hy vọng là sang năm thì tình hình dịch bệnh nó ổn hơn cho giá, rồi nó hy vọng là qua năm cái tình hình dịch bệnh nó sẽ ổn để giá mít nó được cải thiện. Khi thăm vườn mà mình thấy có những cái vết đen đen, những vết đen đen này thì mình nên phun ha, nên phun thuốc để hạn chế nó lan ra. Còn nếu mình phun thường xuyên thì những cái vết đen đen này sẽ không có. Do vườn này em 1 tháng mấy rồi không phun. Cây này bình quân thì cây khoảng 2 hoặc 3 trái, có những cây nào ra ít bông thì em vẫn để cuốn 2 trái. Vườn này thì ra trái không đều do mình không có xử lý gì hết, không có phun kích thích cho nên là trái ra không đều, có trái già trái nhỏ mới ra. Do mấy cái trái này nó quá xấu cho nên là chưa tiễn sát tay được, vẫn còn chờ để theo dõi, chứ còn mình không có để nhiều đến vậy. Cuốn này ra bông đẹp mình để 2 trái nè. Motor đang đang bơm nước ra để bắt cá, nhưng mà Tết rồi mít không thu hoạch được nhiều thì mình bơm đìa bắt cá. Cái motor này nó bị hư cái mặt đạn rồi cho nên nó kêu rất là lớn. Em sẽ tắt cái motor cho nó bớt ồn cái. Tắt cái motor bớt ồn cái thì mình sẽ xem coi những loại thuốc em phun là loại thuốc gì ha. Hôm nay 28 Tết rồi mà trời cứ u chuyển mưa, còn 2 bữa trước thì mưa liên tục. Đó. Hôm trước mưa cũng khá lớn ở khu vực Cai Lậy với lại Mỹ Tho. Thì ở đây em xài thuốc trị nấm, thì hôm trước em có chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái chăm bông đó. Còn hôm nay thì em sử dụng cốc 85 thì cái tác dụng nó cũng gần như là nó giống nhau. Còn cái
liều lượng thì cô chú anh chị và các bạn phun như trên cái hướng dẫn sử dụng. Hôm nay trời chuyển mưa, Tết mà trời chuyển mưa, trời quay nó không rõ chứ. Là 50 gram cho 16 lít. Đó. Rồi, như vậy là cái bình điện này 20 lít. 20 lít thì mình pha hơn 50 gram một tí. Còn nếu đối với cái trái nhỏ, trái mà như chàng này nè. Đó, như chàng này thì cô chú anh chị và các bạn có thể là phun thấp hơn liều khuyến cáo, tại vì cái da nó, cái đĩa nó rất là mềm mỏng, mình phun thuốc mà thuốc nó động trên cái đĩa đó có thể gây là cháy cái đĩa đó, cũng như làm cái đen cái đĩa đó. Còn đối với những cái trái mà đã hình thành, cái gai nó hình thành nó cứng rồi, vỏ nó dày rồi, thì cô chú anh chị và các bạn cũng có thể là phun cái liều lượng nó đậm hơn. Còn đối với những cái trái già mà nó có da nó hơi, mình thấy có hơi lấm tấm đen rồi, thì mình cũng có thể là phun cái liều nó đậm hơn tí nữa, khoảng gấp rưỡi cái liều khuyến cáo đó. Thì cái đó là một số cái kinh nghiệm của em, thì em chia sẻ lên cô chú anh chị và các bạn tham khảo, nếu thấy hợp lý thì mình có thể là sử dụng. Về cái này người ta khuyến cáo là phun lại lần hai sau 7 ngày, có nghĩa là mình phun liên tiếp là hai lần, 7 ngày phun lần, phun hai lần liên tiếp như vậy đó. Nhưng mà theo như em nghĩ thì trong mùa nắng thì mình cũng không đến nỗi không. Cô chú anh chị và các bạn có công có thời gian thì mình có thể là phun, còn nếu không thì phun một lần cũng được. Còn phút sau thì hôm trước em có xài là gầy gen. Hôm trước có xài gầy gen nhưng mà thấy cũng sâu cũng còn. Cho nên là hôm nay em xài là Direta. Đó. Direta này thì hôm hôm bữa nay xài thấy nó cũng hiệu quả. Thì một vài chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Em rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh Long Mít Vlog trong suốt thời gian qua. Trong thời gian tới thì em sẽ cố gắng chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn những cái video về nông nghiệp cũng như là đi giao lưu cùng các vườn ở từng khu vực, để mà mình có cái nhìn nó rộng hơn. Đó. Đi mỗi nơi thì mình có thể là rút kinh nghiệm của từng vùng để mình có thể là cải thiện hơn cái chất lượng của vườn mít nhà mình. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.